Kính thưa quý vị, đây là chương trình Gia Thịnh do anh em Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại cùng quý thiện nguyện viên thuộc Trung tâm Mục vụ Đa Minh thực hiện. Tôi là Linh Mục Du Xe Đinh Văn Nghị dòng Đa Minh. Ở bên cạnh tôi đây có thầy Đỗ Thành Danh. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Thành Danh xin kính chào cha cùng quý vị ạ. Như tôi đã thưa với quý vị vào cái chương trình kỳ trước là xét về phương diện giáo dục, thì hiện giờ thì Thành Danh đây là cái người gọi là quen thuộc hơn, là bởi vì đây là thầy sinh hoạt ở trong những chương trình giáo dục ở Houston này nói riêng và ở Mỹ nói chung. Do đó thì chương trình này chúng tôi kính mời thầy Đỗ Thành Danh sẽ từ nay trở đi sẽ hướng dẫn chương trình thay cho chúng tôi, và chúng tôi xin kính mời thầy ạ. Dạ vâng, thì trước tiên là Thành Danh xin kính chào cha cùng quý vị. Chương trình mình nghỉ vài tuần vừa rồi, thì trong cái thời gian nghỉ đó cha, thì con có đi thăm những người bạn bè rồi những người quen. Thì trong cái thời gian này thì rất là nhiều anh chị bị mất việc. Rồi thì khi mà mình nói chuyện với các anh chị đó thì nhiều anh chị muốn có ý định là trở lại trường học, bởi vì khi qua đây thì vì cái tuổi lớn rồi nên các anh chị cần phải giúp gia đình nên bắt tay vào đi làm những công việc liền, và những công việc đó nó không có đòi hỏi những cái bằng cấp, nên các anh chị đã bắt đầu công việc để giúp gia đình hoặc giúp những người em của mình để các em đi học đại học cho nó xong. Rồi còn các anh chị thì các anh chị lớn nên là cứ tiếp tục đi làm như vậy. Thì trong thời gian, những cái thời gian mà ví dụ như là người ta cần nhiều người làm đó cha, thì các anh chị có việc làm, nhưng mà đến bây giờ thì cái việc làm nó ít lại. Rồi các anh chị nhiều khi cũng lớn tuổi lên và cái sức khỏe nó cũng yếu đi một tí, nên các anh chị tiện trong cái việc dịp mà các anh chị mất việc, các anh chị muốn hỏi con là mình nếu như mà mình nghỉ học lâu quá rồi thì giờ mình có thể nào mình vòng lại mình học đại học hay là mình bắt đầu từ đâu. Thì hôm nay con xin cùng cha đã cùng chia sẻ với quý vị, và đặc biệt là những anh chị mà là đang có ý định vòng lại đi học đại học mà từ trước đến giờ mình từ Việt Nam qua mình chưa đi học. Dạ thưa thầy, thì thầy hỏi vấn đề đó thì đúng là cái việc mà chúng tôi đã trải qua, thưa dạ thầy. Vâng ạ. Tôi đang nói chúng tôi có nghĩa là anh chị em chúng tôi. Dạ vâng. Thì như tôi đó thì từ bên Việt Nam đó là tôi qua bên này lúc 30 tuổi. Dạ vâng. Thì mọi người đều biết là tôi chưa biết tiếng Anh. Dạ vâng. Đấy, cho nên bên Việt Nam thì chúng tôi là dân nhà quê đó. Dạ vâng. Cho nên hèn chi là chúng tôi phải học lại từ đầu. Dạ vâng. Và chúng tôi có bằng ở bên Việt Nam đấy, nhưng mà nhiều đa số những người bên này không có biết. Dạ, do đó đó thì không biết để sử dụng lấy cái bằng cử nhân bên Việt Nam để mà học tiếp. Dạ, và rồi nếu mà đi học cái kiểu mà đằng tả đó thì tôi bị mất 4 năm, mà 2 năm là học General Education. Dạ, là bởi vì mình không transfer được. Dạ, về cái kia. Nếu mà ta đem ta có nộp cái bằng cử nhân á, thì mình vô graduate school ngay thì nó đỡ hơn. Dạ vâng. Đấy trường hợp của tôi. Dạ vâng. Là khi đó 30 tuổi và không có tiếng Anh và nó khó khăn như vậy. Riêng về tôi nói ra chúng tôi là vì các bà chị của tôi đó thì nhà tôi nhà quê đó thầy. Dạ vâng ạ. Các chị nhà tôi đó chỉ học đến lớp 3, lớp 4 vậy là hết rồi. Dạ vâng ạ. Là bởi vì phải lo giúp cho bố mẹ rồi thì lấy chồng cũng sớm đó. Nhưng mà có đặc biệt một bà chị và đứa em đó, đứa em của tôi đó thì nó cũng không học được bao nhiêu, nhưng mà khi qua bên này bởi vì đã trên 18 rồi. Dạ vâng. Đó, thì chị tôi nhớ là chị tôi cố gắng học lấy cái GRE thầy ạ. Dạ vâng. Đấy, lấy GRE xong rồi chị học ở Community College, mà chị vừa phải đi làm và chị phải nuôi 5 đứa con. Dạ rồi vâng. Về sau đó thì ông anh nếu tòm tèm tí nữa còn thêm 2 đứa nữa. Dạ vâng. Do đó đó thì mà chị học được, mà về sau đó là chị làm ở trong hãng điện tử đó thì là thấy cũng lên giống như test engineer như thường. Dạ vâng. Đó, cho nên hèn chi tới cái câu trả lời cho những cái người nào mà muốn trở lại học, tôi xin thưa rằng ở đây đó là trong xã hội Mỹ không có nơi nào mà
giúp cho hay có cái tạo cơ hội để cho người dân đi học lại nhiều cho bằng người những người đã được qua bên này rồi. Dạ vâng đó, ạ. Do đó đây thì tôi nghĩ đó là definitely dứt khoát là nếu mà những người nào muốn trở lại học, tôi nghĩ là nên. Và thấy rằng những người nào đang có việc làm chăng nữa mà thấy để cho cái đường công việc của mình nó được thanh thang hơn, cố gắng mà đi học. Dĩ nhiên cần cái kỷ luật và cần biết cách. Tôi nghĩ đây là điều mà tôi với thầy Danh hôm nay sẽ bàn ngày hôm nay. Dạ. Dạ vâng, đúng như vậy cha. À, vì con biết có nhiều anh chị ngại đã trở lại học và đặc biệt là không nghĩ tới là mình đi học đại học ở Mỹ. Lý do là bên Việt Nam mình có thể vì hoàn cảnh nên mình chưa học hết lớp 12. Như cha nói rất là đúng. Thì là ví dụ như các anh chị giờ muốn trở lại đại học học thì mình có thể mình học cái bằng GRE, có nghĩa là cái bằng GED. GED, dạ vâng, GED là cái bằng bổ túc văn hóa bên Việt Nam đó. Thì bên này người ta có dạy và cái bằng đó rất dễ để mà lấy cái bằng đó hiện giờ. Thì khi mình có cái bằng GED thì mình có thể apply vào trong đại học. Nhất là như cha nói là các trường community college. Thì khi vào đó người ta sẽ lấy cho mình một cái bài thi. Thì trình độ mình ở đâu thì người ta có lớp cho mình học ở đó. Ví dụ tiếng Anh mình chưa giỏi thì người ta cho cái lớp tiếng Anh của những cái lớp trước đại học để mình học. Rồi nếu như toán mình giỏi thì người ta cho mình học toán của năm đại học thứ nhất, đại học thứ nhì, bất cứ cái môn nào đều có lớp cho mình để rồi mình có cái credit để mình bước vào, để mình lấy cái credit của cái bằng 2 năm, cái bằng associate degree. Dạ yeah, vâng, đó thì cái bằng đó nó đòi cỡ chừng 60 credit hour. Thì từ đó mình có thể mình dùng cái bằng đó mình apply để mình vào một cái trường đại học nào lớn hơn. Hoặc là cùng một lúc mình có thể mình học ở trường community college rồi mình apply cho cái trường đại học và có cái ngành của mình muốn theo học. Tôi thấy rằng cái việc đầu tiên á, tôi biết ngay có nhiều người, nhất là thí dụ như những người trong gia đình tôi mà nghe thấy phải thi GED, tức là bằng tương đương trung học đó, là bắt đầu run sợ rồi. Nó không phải như vậy ạ, nó không phải như vậy. Bởi vì có nhiều, nếu mà bắt đầu đi trở lại học đó, thì có thể cái cô em tôi lại đi theo cái đường khác, là không có thi cái đó. Nghĩa là đi nói với cái dân ở trên, cái ông counselor ở trên community college đó, vào trường hợp tôi như vậy, thì người ta cho mình thử. Dạ vâng. Mình thử nếu mình pass được cái algebra thì họ cho vô học ngay rồi. Dạ vâng. Rồi tiếng Anh mình nói được đầy đủ, chỉ cần anh counselor ký được học rồi. Dạ vâng. Mà nó cho cái challenge. Dạ vâng. Nó cho challenge. Lúc bắt đầu tôi đi học để lấy graduate school đó là vì mình ở bên Việt Nam mình đâu có biết tiếng Anh đâu. Dạ vâng. Là khi vào tôi nghe thấy tin rằng họ có thể họ nhận cái bằng cử nhân, thì tôi đưa cái bằng cử nhân của mình đó để mà cho nó gọi là cái evaluation. Dạ vâng. Một cái chỗ nào ở bên Cali. Dạ vâng. nó làm cho xong rồi đó thì nó đâu có nhận mình đâu. Dạ vâng. Bởi vì tôi tiếng Anh tôi dồn lắm. Dạ vâng. Do đó thì vô cặp sơ lơ người ta nhận mình với gọi là conditional student. Dạ vâng. Là ở bên này nó cho mình mọi phương tiện mình học ạ. Dạ vâng. Giống như cô em thứ hai, cô em út nhà tôi thì đi theo cái đường đó là algebra bây giờ anh chưa đủ thì nó có những cái lớp gọi là rất là căn bản. Dạ vâng. Đó, bây giờ là tôi xin học thôi mà chưa có phải là enroll chính thức. Đó, họ cho vào như vậy, mình pass là đến khi mình đủ rồi là vô cái chính thức ngành. Dạ vâng. Nói chung lại đó thì quý vị, nhất là những quý vị đã ở đây lâu rồi thì tiếng Anh của quý vị không đó là một cái điểm plus rồi. Dạ vâng. Điểm rất là tốt. Cái thứ hai nữa là về cái toán, người Việt Nam của mình thường thường toán chỉ học lớp 1, lớp 2 thì cũng đã rất là giỏi rồi. Dạ vâng. Cái điều thứ ba nữa là nhất là quý vị đã đi làm rồi. Thường là những người đi làm rồi mà nó có những cái mình đã quen cái lối suy nghĩ, những cái lối mà làm việc ở bên này rồi đó, khi đi học tương đối là nó dễ hơn nhiều, cơ thưa thầy. Dạ vâng. Do đó thì tóm lại là tôi khuyến khích là những người nào mà thấy cần phải đi học,
nên trở lại trường học, nhất là trong cái lúc này rồi. Dạ vâng, mà cái quan trọng nhất đó cha, con thấy là cái mình quyết định là đi học. Thì từ đó, đặc biệt là như cha đầu cha có nói là không đâu như nước Mỹ hết, người ta tạo mọi điều kiện cho mình học. Tự vì là khi mình có cái bằng thì mình đi làm cái lương mình nó sẽ cao hơn, cao hơn nhiều. Dạ vâng, thì là mình lại đóng ngược thuế lại cho xã hội, cho đất nước người ta cưu mang mình. Thì nên người ta tạo mọi điều kiện, nên cái quan trọng nhất là mình quyết định đi học, rồi sau đó mình gặp những counselor hoặc là gọi thành danh lúc nào cũng mong muốn là được giúp tất cả các anh chị mà muốn trở lại đi học. Ví dụ như vậy cho ha, con có một cái anh bạn, anh cũng trở lại đi học, nhưng mà anh cứ đi học hoài không được cha, cái bằng 4 năm anh học, cứ 1-2 năm cái anh lại bỏ. Cuối cùng khi mà gặp con, anh nói chuyện thì ra y chang như là cha nói, anh đã có bằng cử nhân bên Việt Nam rồi. Nhưng mà nếu như mà mình biết người, mình đưa tới để mình nói chuyện, mình gặp, thì cuối cùng anh không học cái bằng cử nhân nữa cha, anh dùng cái bằng cử nhân bên Việt Nam, và là con có biết người để đưa anh vào nói chuyện, để nhận anh vào, để anh học cái bằng thạc sĩ. Thì cuối cùng anh học cái bằng thạc sĩ, tự vì khi vào cái thạc sĩ nó là chuyên môn, thì anh không bị vướng nhiều lớp tiếng Anh như là học cái bằng 4 năm. Nên cuối cùng anh học có 2 năm rưỡi là anh xong cái bằng thạc sĩ cha. Nên là cái quan trọng là mình muốn vòng lại học là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, mình gặp đúng người để người ta giúp cho mình. Tóm lại thì tôi nghĩ là cái câu hỏi là bây giờ, một khi mà mình muốn, thí dụ bây giờ mình đang thất nghiệp đi. Dạ vâng. Thì bây giờ mình phải bắt đầu từ đâu? Đấy là cái rất là quan trọng, bắt đầu từ đâu. Thì như thầy Danh đã nói rồi đó, là mình thực sự mình thấy rằng cái nhu cầu đi học đây là điều phải làm. Và mình nên biến cái thời gian mình đang thất nghiệp đây trở thành cơ hội. Dạ đây vâng. Là điều thứ nhất. Nếu mà ý thức được như vậy đó, thì cái tâm của mình ổn định hơn. Dạ vâng ạ. Cái điều thứ hai, khi đã có quyết định rồi, thì tôi nghĩ cái bước thứ hai phải làm là tập có kỷ luật. Dạ vâng. Cái kỷ luật này đối với tôi nó có hai căn bản. Cái thứ nhất đó, là phải tập làm sao để có kỷ luật dùng bớt smartphone lại. Dạ vâng. Dùng bớt cái thời giờ coi tivi lại. Nếu mà quý vị mà có thể kiểm soát chính mình để không coi tivi nhiều nữa, không hơi tí là mở phone ra, không bất thách thường xuyên nữa, là tôi thấy có cơ hội nhiều. Đấy là kỷ luật đầu tiên phải có. Cái kỷ luật thứ hai phải có đó, đó là cái kỷ luật mà tập làm sao cho mình có thể ngồi xuống ít là 30 phút. Để làm gì? Để mà đọc sách. Dạ vâng. Để làm gì? Để mà giải những cái khó khăn. Tôi nhớ rằng khi mà tôi mới bắt đầu qua bên này đó, là cũng y như vậy thôi, là nó nhiều việc quá, rồi lúc phải đi làm rồi đủ thứ, kỳ đó chưa còn đi tu, còn đi nhắm nhé cô này cô kia đó. Hồi là nhớ là mấy cha bảo cái ông này ngày xưa ông đi lễ thì ít, ông đi liếc thì nhiều. Ông ấy nói bậy thôi chứ ngày xưa đâu dám liếc đứa nào đâu. Đấy, nhưng mà vấn đề chính là phải biết ngồi xuống để mình có kỷ luật đó. Vậy thì tôi nghĩ rằng kỷ luật để mà đừng có để mà tham gia những cái chuyện lăng nhăng, đặc biệt là tivi và cái smartphone, cái đó là phải có kỷ luật. Cái thứ hai là biết ngồi xuống để mà giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ cái đó là cái quan trọng. Dạ vâng. Đó. Rồi thì cái bước thứ ba phải có đó, đó là mình nên nói chuyện với những người mà người ta có thể giúp mình. Như trường hợp của tôi là thời đó là người Việt Nam mới qua chưa có biết gì hết. Dạ vâng. May làm sao mà rồi thì có một cái cô đó, cô đem cô ấy dẫn tôi đi vào cái anh counselor đó. Dạ vâng. Mà mình cứ cua thôi. Dạ dùng vâng. Tay thấy dạ. Không à. Nhưng mà sau khi mà ấy rồi đó là ông bảo không, mày học ấn được grad á thì người ta mày không có tiền, là bởi vì kiểu đó Pell Grant nó không cho nữa. Dạ vâng. Đúng không? Nhưng mà nếu mà mày học undergrad graduate school đó thì là mày có thể xin grant được. Dạ bởi vâng. Vì mày là thằng minor mà mới qua đó. Dạ vâng. Đó. Cho nên hèn chi là cần phải nói chuyện với người nào người ta biết. Trong trường hợp này thì quý vị có thể nói chuyện với những người như là thầy Danh ở đây, thì tôi nghĩ rất là tốt. Đấy là tôi nghĩ ba bước là quý vị phải chuẩn bị, nếu làm được thì nên đi học. Mà tôi thấy chị tôi hay trong gia đình tôi, thực sự tôi phải nói đây thì các anh các chị em xin lỗi,
là hay là anh cũng xin lỗi là mình nói gia đình của mình là rất là quê mùa, thì cái đó thực sự như vậy. Gia đình tôi đó thì các anh các chị bố thì ở dưới quê vất vả, rồi thì lập gia đình sớm nên chỉ học hành không được bao nhiêu. Dạ nhưng vâng. mà một phần nào thì cũng hãnh diện cái là bây giờ đa số là đều học hết. Dạ vâng. Đều học hết mà làm gương cho con, mình học như vậy, mình có kỷ luật như vậy là con cái nó theo đó nó học lên. Còn mình cứ bươn bải rồi mình cứ tối ngày gọi là than thân trách phận là hại cho chính mình và hại cho con cái mình nữa, thưa thầy. Dạ vâng, mà là cái lợi của các anh chị nếu như đã ở đây và đã đi làm rồi đó cha. Cái lợi làm mình đã biết được xã hội, biết được, lái xe đồ này kia, mọi thứ như vậy. Và cái lợi nữa là mình đã đóng thuế cho tiểu bang này rồi. Nên khi mình đóng thuế cho tiểu bang một năm rồi thì cái tiền học của mình khi mình đi học thì người ta tính tiền học của mình như là người bản xứ, người trong district, chứ không phải là tính tiền học của mình như là một người du học sinh. Thì nếu như mà các anh chị bắt đầu vào những cái trường community college mà mình học đó, thì thường là mình xin cái financial aid được, bởi vì anh chị là cái, nếu anh chị vòng lại đi học như vậy, anh chị là cái đợt đầu tiên để lấy bằng trong đại học, là cái thế hệ đầu tiên, thì thường là được cái tiền financial aid. Và đặc biệt là nếu như mà các anh chị đang là người thất nghiệp, đang là người bị đang bị mất việc, thì ngoài tiền financial aid thì những cái chỗ workforce đó cha, nó cũng có những cái rent cho những người đang thất nghiệp để vòng lại đi học đó cha. Vâng, thầy nói cái đó thì tôi nghĩ rằng đi theo với cái mà bảo rằng nửa tiếng đó, để mà mình có thể focus. Bởi vì một khi nếu mình trở lại học mà không có focus được là học không bao giờ thành công hết. Dạ vâng. Mà cái đấy rất nguy hiểm. Và dạ vâng. Cho nên là chị tôi nghĩ là việc đầu tiên là mình phải ngồi xuống. Nếu mà cần lúc đầu ngồi xuống với những người như thầy Danh ở đây giúp cho, thì ngồi xuống mình làm cái gì, tôi nghĩ rằng đây là cái mình phải làm. Trước hết á, mình phải coi cái bây giờ mình có những cái initial obstacle nào, dạ những vâng. cái khó khăn nào. Đấy, khi mình đã ấn định được cái khó khăn rồi đó, thì mình muốn giải quyết như thế nào. Dạ vâng. Thí dụ như thầy có nói vấn đề, tôi nghĩ là việc đầu tiên, cái là financial strength. Dạ tức vâng. là bây giờ đó, thì phải hỏi rằng bây giờ đi học, nó bắt đóng tiền thì làm sao? Tiền dạ đã không vào rồi thì làm sao? Thì bây giờ tôi nghĩ rằng khi mà nào mà bên nhất là trong cái thời này là thời Covid này đó, là chính phủ nó rất rộng lượng về cái đó. Dạ vâng ạ. Và có nhiều nơi người ta sẽ cho grant cái đó. Dạ vâng. Đó, cho đó đây việc đầu tiên là mình phải coi là bây giờ về vấn đề tài chính nhà mình tới đâu. Thử coi về cái sẵn sàng là cái lương của mình vào như thế nào, income mình làm sao, hiện giờ tài sản mình như thế nào. Dạ vâng. Nó mình phải biết rõ ràng cái đó. Và khi biết rõ ràng như vậy thì đưa vô những người chuyên môn thì người ta biết ngay. Dạ vâng. Đấy, một trong những cái điều mà tôi không biết là thầy đây làm sao, nhưng mà tôi đó thì tôi làm việc cho trẻ đó thì nó nhiều. Một trong những cái mà ngay trẻ bây giờ nó không biết làm, nó gọi là cái FAFSA đó thầy. Dạ vâng. Nó là cái Free Application for Federal Student Assistance. Dạ vâng. Mà cái đó là rất là nhiều tiền. Đúng đó. Rồi, rồi thì ngay những cái về cái website nó gọi là Fast View đó, gọi là Fast gì đó, là nó cho mình biết là hiện giờ các cái grant nó như thế nào. Dạ vâng. Nó nhiều lắm. Dạ và vâng. Tôi nghĩ rằng với chúng ta là những người đang thất nghiệp bây giờ mà muốn trở lại học, và hoàn cảnh này muốn trở lại học, tôi nghĩ rằng nên mình ngồi xuống, nó có nhiều grant, nhiều scholarship, rồi ngay cả vấn đề là tuition assistance. Dạ vâng. Rồi các cái loan, nó có nhiều kiểu loan. Dạ vâng. Và tôi đã biết rằng như bà chị tôi đó, hay là không, bà chị họ là bà đem bãi mượn cái loan. Dạ vâng. Bà không xài tới. Dạ vâng. Bà dùng cái đó để mà cho con cháu nó mượn. Dạ vâng. Để làm gì? Là bởi vì cái loan khi đi học á, thì nó rất là rẻ và cách trả dạ nó vâng. còn dễ hơn. Đúng rồi. Đấy. Chắc. Rồi rồi thì nhiều khi có nhiều trường nó còn có cái gọi là thầy nó gọi là cái tuition plan. Dạ vâng. Nên nó cho mình có thể là bây giờ đó, với cái khả năng của tao như thế này thì mỗi tháng tao trả bao nhiêu đó thôi. Dạ vâng. Đó, và nhiều khi qua những có những cái đó mình dùng để mà apply đó thì các nơi nó lại cho mình scholarship một dễ dàng hơn, thưa dạ thầy. Vâng. Do đó thì trở lại cái kỷ luật. Một trong những kỷ luật là nếu mà quý vị có thể ngồi xuống
coi lại cái hoàn cảnh cụ thể của mình, nhất là financial situation mà mình sắp xếp được, rồi mình đưa một cách nào đó để mình giải, đưa ra một cái lối giải quyết cho tương lai, thì đấy là cái ngõ hay nhất để quý vị có thể thành công trong việc trở lại đi học. Dạ vâng, như cha nói, con rất đồng ý với cái việc là mình phải plan cái financial của mình, cái tiền bạc của gia đình. Bởi vì khi mà nói các anh chị vòng lại đi học, có nghĩa là các anh chị đã lớn tuổi, đã có gia đình, thường đã có gia đình hoặc phải có trách nhiệm với gia đình rồi. Nên cái việc mà cha nói là phải ngồi xuống tính toán tiền bạc để mình đi học làm sao đó, thì cái việc đó rất là quan trọng để mình mới yên chí mình học được cha. Đó rồi, thì làm ngược lại thì các trường đại học ở đây, và đặc biệt là đất nước Hoa Kỳ này, cái việc mà người ta hỗ trợ mình để đi học thì là người ta hỗ trợ rất là nhiều thứ. Quan trọng là mình biết nó có những cái đó, cái hỗ trợ đó ở đâu để mình xin. Rồi và sau đó thì là mình biết được những cái đường để làm sao cho cái tiền học của mình nó thấp hơn. Ví dụ như đơn giản vậy cha ha, nếu như mà mình học ở cái trường đó mà mình in district, ví dụ như nó tính một phần, mà nếu như mình out district thì nó, cái tiền học nó đã gấp đôi rồi. Còn nếu như mà mình không biết đường mà mình nó tính out of state nữa là tiền nó lên gấp 3. Nên làm sao mình phải biết mình plan, mặc dầu đã có những cái hỗ trợ của trường, nhưng mà nếu như mà mình plan, mình tính toán làm sao để mình là cái người in district, để cái tiền học mình nó thấp nhất, thì là cái việc cái financial aid mình nó dễ dàng hơn cha. Tôi thấy cái này nó nhiều lắm, đặc biệt là những người mà các em nó đi làm. Tôi khuyến khích cho trẻ mà tôi coi sóc đó, dạ vâng, là trong thời gian nó đi học nó nên đi làm. Dạ vâng. Bởi vì thực sự ra đó thì vấn đề nhiều khi nó không phải là cái ngành của nó, nhưng mà nó có tạo được gọi là cái work ethic. Dạ vâng. Là cái lề lối làm việc, cái cách làm việc. Cho nên hèn chi được người ta rất quý những con người gọi là sẵn sàng để đi làm. Dạ vâng. Do đó đó thì tôi nghĩ là trở lại cái vấn đề kỷ luật đó, mà ngồi xuống để xem xét rồi đưa giải pháp giải quyết, một trong những cái rất cụ thể đó là phải coi cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Dạ vâng. Đó, rồi mình coi là họ là các con của mình nó hỗ trợ được không, trong thời gian này phải huấn luyện chúng nó để giúp đỡ mình. Dạ anh vâng. Chồng người vợ nó cũng phải giúp đỡ mình. Dạ nữa vâng. Rồi xung quanh mình đi có người nào coi con hay không. Dạ vâng. Nói là tất cả những cái đó là phải ngồi coi trước. Dạ vâng. Chứ không phải chỉ có vấn đề tiền không. Dạ vâng. Thưa thầy, cái đó rất là quan trọng. Dạ rồi vâng. Hơn nữa là cái điều cũng quan trọng nữa là nhiều khi chính mình nói chuyện với cái employer của mình đó, những dạ vâng. người mình làm việc cho đó, là nhiều khi mình đã nghỉ vài năm rồi, nhưng mà ở trong nếu mà họ chỉ cần cái là họ bảo bây giờ anh này được á, thì tôi chưa muốn được, thì nó nhận cho như là cái người của nó để mình đi học, thì nhiều khi chính cái hãng dạ nó vâng. không giúp đỡ cho mình dạ như vâng. thế nào. Cái đấy là cái benefit của mình mà đúng nhiều khi mình cha, không biết dạ. Tất cả những điều này tôi nhắc lại là quý vị đừng có đâm đầu vô để mà nhào vô là chỉ lo đi học như cái con nít. Chúng ta không có chuyện đó được. Dạ vâng. Là chúng ta phải chuẩn bị trước hết như thế, thì ba cái bước chúng ta cần phải làm. Bước thứ nhất là mình thấy rằng cái đó là cái nhu cầu mình cần phải làm. Cái thứ hai, mình tập để có kỷ luật. Dạ mà vâng. Kỷ luật đó là một trong những cái kỷ luật đó là mình phải bớt cái tivi đấy đó. Dạ là vâng. Tôi thấy cái đó là nếu mà vượt qua được cái đó là vượt qua nhiều lắm rồi. Dạ vâng. Đó. Rồi thì nếu mà kỷ luật ở cái chỗ là ngồi xuống để mà tính toán, để mà tìm cái lối giải quyết rất là calm. Dạ vâng. Rồi mình nhìn càng nhiều tốt, mà cái đó nó huấn luyện không phải để cho mình đi học không, nhưng mà đời của mình cần cái đó. Và đặc biệt hơn nữa thưa thầy, là con của mình cần cái gương đó. Dạ vâng. Đấy. Cái điều thứ ba mà kỷ luật ở cái chỗ là chúng ta kỷ luật để mà đến với những người đến hỏi. Dạ vâng. Chúng ta không hỏi chúng ta không biết. Dạ vâng. Chúng ta không tìm nên ngay Chúa cũng bảo mà, phải không? Dạ vâng. Hỏi người ta trả lời, gõ cửa người ta mở. Dạ đúng vâng. Không? Đúng. Xin thì người ta cho. Dạ vâng. Đó, do đó thì tôi nghĩ rằng với cái này thì tôi nghĩ đây là cái cơ hội, chúng ta nên biến cái sự khó khăn của đời chúng ta thành cái cơ hội. Dạ vâng. Và như cha biết đó cha, khi mình vòng lại trường học mà nếu như mà mình xin được cái pháp xà cái financial aid đó cha, thì thường là người ta có cái work study.
thì là những cái work study ngay trong trường học là cái môi trường mình vẫn đi làm. Trong ngay trong trường học nó cho một số giờ nhất định cha. Rồi thì trong đó là cái môi trường để mình học, mình làm và là cái môi trường tốt để mà mình học. Rồi mình đỡ tốn thời gian chạy đi chạy lại nữa cha. Rồi như cha cũng nói là cái gia đình rất là quan trọng. Tại vì là mình cần sự hỗ trợ của gia đình trong khi mình vọng lại mình đi học. Ví dụ như những cái công việc gia đình cần chia sẻ với những người con cái, anh em hoặc những người mà ở chung cùng một gia đình đó cha. Thì cái việc mà là chia sẻ những công việc với những người trong gia đình rất là quan trọng để giúp cho cái việc mình vọng lại đi học. Nhất là cái thời gian đầu để nó được thành cái thói quen. Như cha nói là ví dụ như mình ngồi xuống ít nhất là nửa tiếng, mình tập trung ít nhất là nửa tiếng. Thì những cái đó là những cái thói quen mà mình cần tập. Thì nếu như mà không có những người xung quanh hỗ trợ mình để giúp những cái công việc gia đình mình cần phải làm xong thì là nó rất khó để mà mình ngồi yên được cha, từ vì cái đầu mình nó lo. Nên là như cha nói là ráng làm sao nói chuyện với những người trong gia đình để những người trong gia đình hiểu được cái việc mình đang làm và để cùng chia sẻ và giúp mình trong cái thời gian đầu khi mà mình vọng lại trường mình đi học ạ. Vâng, bởi vì thời gian nó không có nhiều. Thì tôi nghĩ rằng một trước khi mà anh em chúng tôi chấm dứt cái chương trình ngày hôm nay đó, thì có hai cái điều này nữa mà tôi nghĩ rằng những người nào mà thấy rằng mình muốn đi học lại thì chúng ta phải nên nhớ. Cái điều thứ nhất đó là mình phải rất thực tế, là phải cẩn thận coi, mình tìm hiểu coi là thực sự mình muốn học cái gì. Dạ vâng. Cái đó trước hết mọi cái khác. Dạ, nhiều khi không như con em được, các em nó vô nó lung tung rồi nhiều khi nó nhảy hết từ cái degree này sang degree kia rồi không bao giờ xong. Mình không có, là khi mà tới gặp gỡ những người hỏi như thầy Danh hoặc là counselor ở trường đó thì phải nói rõ rằng kinh nghiệm của tôi như thế này. Dạ vâng. Đấy, là như tôi trở lại tôi học ở bên tức là tôi phải học nhiều lắm đấy thầy. Dạ vâng ạ. Rồi khi mà tôi chịu chức linh mục xong rồi ở bên Canada rồi các cha đã thấy rằng tôi đâu muốn làm ở nhà trường là phải trở lại để teaching credential. Dạ vâng. Rồi thì là phải học cái master về education nữa. Dạ vâng. Cho nên là khi vô đó thì mình cho người ta biết là cái experience của mình là cái gì. Dạ vâng. Mình đã làm cái gì rồi, hoàn cảnh cụ thể của mình như thế nào, là những người đó người ta rất giỏi, người ta chỉ cho mình. Dạ vâng. Là mình học được ít nhất, thầy cho tôi nổ tí được không? Dạ vâng, dạ. Nổ nhé. Tôi nói thật với thầy, dạ vâng, đó, nhờ counselor đó mà tôi học một năm tôi lấy master education. Wow. Là bởi vì họ cho kinh nghiệm. Dạ vâng. Bình thường là người ta phải học. Bình thường phải hai năm rưỡi. Dạ vâng, hai năm. Mà tôi là vâng, học đến cuối tuần thôi nhé thầy nhé. Dạ vâng. Mà chơi là một năm là tôi xong. Wow. USF. Dạ. Thầy có muốn coi bằng không? À. Dạ. Dạ. Đấy đúng là không, dạ vâng, phải là giỏi cơ thưa thầy. Nhưng mà thực sự ra là đi hỏi thôi. Dạ vâng. Những cái gì mình đã học rồi, ông ấy chỉ cho cái này mình đã học ở kia rồi. Dạ vâng. Học ở cái trường, ngày xưa tôi học ở San Jose State á, mày lấy cái đó để bù vô cái này. Dạ vâng. Đó, chứ không phải là học từ đầu from dạ vâng, scratch. Không có, nhưng mà đại khái là người ta chỉ cho mình. Dạ vâng. À đấy, cái đó rất là quan trọng. Việc đầu tiên nhá, cái major, mình muốn học cái gì. Dạ vâng. Và đừng có quyết định không. Một là hỏi những người như thầy Danh, hỏi những người như đặc biệt những người ở trong trường. Dạ vâng. Và ngay nói với con em mình đang ở trường đó. Đấy điều thứ nhất là chúng ta phải nhớ. Cái điều thứ hai tôi nghĩ trước khi kết thúc đó, mà trong tương lai tôi với thầy Danh còn nói nhiều nữa, là nên nhớ rằng cái thời bây giờ chúng ta phải lo gia đình, chúng ta phải lo tiền lo bạc, tốt lắm, không sao. Nhưng miễn có kỷ luật thôi là tôi nghĩ nhất định thành công. Là bởi vì bây giờ nó còn có cái là họ dạy học online. Dạ vâng. Đó. Nó chỉ có bởi vì khi online như vậy đó là về cái deadline của nó rất là strict. Dạ tôi vâng, dạy học tôi biết. Dạ vâng. Là nếu mà không có deadline rõ ràng đó, nếu mà một khi mà tao cái box tao đã close rồi là anh không là sao anh gửi vô đấy được. Dạ nữa. Vâng. Nó đơn giản vậy dạ thôi. Vâng. Mà nếu mình giữ được cái deadline là ngon. Dạ vâng. Vì chứ cái mà online nó lợi cái là mình học lúc nào cũng được. Dạ vâng. Đấy, cho đó đó thì mọi người nên nhớ rằng nó có cái online education nữa. Dạ vâng. Mà các cái degree mà online degree đó thì nó rẻ hơn nhiều cái là ở trường đó. Dạ vâng. Vậy nó có, mình không phải chọn dạ vâng, chọn ngay cả đúng, trong district nó đều có những đúng cái online mà cái tiền nó rất là giảm. Dạ vâng. Đó, do đó đó thì nhưng mà phải cần làm sao mình phải hoàn tất. Cái thứ hai quan trọng hơn
là làm sao mà nói chuyện được với các employer hay potential employer để mà mình học cái gì, nghiên cứu cái gì, làm cái gì, nó có liên quan tới kinh nghiệm của mình. Dạ vâng. Là nhất định là ngon. Dạ vâng. Thế này. Rồi một cái mà là con thấy như vậy cha, là những người bạn của con, những người học trò của con, những người học xong đại học không phải là những người giỏi, nhưng mà những người kiên trì. Có nghĩa nếu như mà mình học lớp này không xong, mình học lại. Thì mình học lần thứ nhì, chắc chắn là mình đã biết rồi, thì mình sẽ học lại, nó sẽ qua được lớp đó thôi. Cái quan trọng là lì và là kiên trì cha. Rồi như cha nói là tập trung vô. Ví dụ như mình đã plan ra, chọn ngành nào rồi, thì người ta có cái degree plan, thì nó có bao nhiêu lớp đó, thì mình cứ thứ tự, mình cứ nói với chuyện với người counselor mỗi mùa, ồ mùa này mình nên lấy lớp nào, lớp nào, lớp nào. Thì cái người counselor người ta có cái kinh nghiệm, người ta biết là lớp nào khó, lớp nào dễ, thì người ta sẽ xếp cho mình, để mình đừng có bị cái trường hợp mình lấy 3-4 lớp khó quá chung một mùa, rồi một mùa thì nó lại dễ quá. Thì cái người counselor người ta có kinh nghiệm, và đặc biệt là những người counselor người ta làm lâu rồi, thì người ta biết cái trường đó, cái môn đó, người thầy nào dạy tốt hoặc người thầy nào dạy nó dễ hơn, thì để nó hợp với cái khả năng của mình, để mình học qua cái lớp đó cho nó xong. Ở Mỹ khi mình cứ xong lớp nào là cái ngày mà mình có cái bằng nó mau hơn, thì cứ theo cái degree plan mà mình học. Vâng, vâng. Thôi vậy thì chắc là trong tương lai thì chúng ta sẽ còn bàn nhiều về vấn đề này nữa. Chẳng hạn như là bên Mỹ nó có nhiều cái lắm. Nhiều khi mình cứ nghĩ về degree thôi, nhưng mà nhiều khi gọi là nó gọi là cái certificate này. Dạ vâng, đúng rồi. Nhiều khi cái technical certificate đó, thì nó lại còn quan trọng hơn là cái thằng degree nữa. Dạ vâng, đúng. Đấy, đúng cho nên hành trình nó cũng nhiều lắm mà giờ này chúng tôi không nói hết được. Dạ vâng. Thì quý vị thì hy vọng trong tương lai, chẳng hạn như là nhờ cái dịp, thường thường một trong những cái điều mà tôi hay, thì trẻ đó không biết là cái website tôi hay chỉ cho nó là gọi là about.com. Dạ vâng. Là ngay vô đó không, nó có nhiều cái, nó chỉ cho mình các cái trường nào. Dạ vâng. Trường nào tiền tới đâu và nó cho biết hết. Dạ vâng. Đó cho nên bây giờ tôi nghĩ rằng như tôi nói đó, là mình có thể biến cái trường hợp khó khăn của mình thành cơ hội được. Thì hôm nay thì bởi vì thời gian giờ này là chúng ta đã quá cái giờ rồi. Dạ vâng. Thì chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình của anh em chúng tôi. Và đặc biệt là hôm nay đó thì thầy Danh thầy chưa có quen mấy, tôi còn phải hướng dẫn chút chút. Nhưng mà đây là hôm nay đề tài là thầy Danh thầy chọn lựa và tôi thấy rất là quý. Bởi vì thường là như người tôi bây giờ là nó theo cái hệ thống nó ở đâu rồi ạ. Chỉ là thầy chọn cái đề tài tôi thấy rất là thực tế. Và đặc biệt cảm ơn thầy. Và chúng ta cứ tiếp tục theo format này. Dạ vâng. Dạ yeah, và con cảm ơn cha cùng tất cả quý vị. Và đặc biệt là cũng là cái đầu năm, cái chương trình của đầu năm, thì Thành Danh xin kính chúc đặc biệt là các anh chị đang trong những cái trường hợp khó khăn và muốn vòng lại đi học, thì Thành Danh xin chúc các anh chị cùng tất cả quý vị và cha có một cái năm mới nó được mọi chuyện nó dễ dàng, rồi gia đình thì hạnh phúc, rồi mình đạt được tất cả những cái gì mình mong muốn và mình đặt ra cho năm mới. Vâng, cảm ơn thầy và xin kính chào để tất cả quý vị khán thính giả. Con xin kính chào cha và quý vị ạ.